Ok. Bắt đầu rap 7 năm trước, lúc đó mày là được gì? 7 năm ăn hơn 11 cái giải, còn mày thì là được gì? Châu Hải phòng chạy về trong 2 ngày, còn mày thì là được gì? Khi ta vẫn bước đi trên đường phố thì đôi lúc chúng mày là được gì? 9 năm ta chơi hip hop, trong đó 7 năm đã cầm mai. Âm hết tất cả giải thưởng ở đất Hà Nội, họ biết tao là ai. Cái tên là Battle King được anh em cộng đồng ngày đó đặt cho. Lúc đó mày vẫn còn đang bập bẹ trong rap thành câu đấy thằng chó. Hay mày nghĩ mày chửi tất cả mọi người như thế là mày ngông? Thì xem những thằng mày đã từng chửi, có thằng nào quan tâm mày không? Một thằng nhã nhặn trình độ tung tét muốn được B-Ray rap còn khó. Mày nên nhớ sự nghiệp mày bắt đầu khi bị Hưng Cao chửi như chó. Tao không phải là người hoàn hảo, hành động tao dù đúng dù sai, lời hater tao bỏ ngoài tai, không quan tâm bọn chúng là ai. Và có gì sai khi những bài viral nổi tiếng do được chủ đích? Hay mày ghét tao vì tao nổi hơn để rồi coi tao như thù địch? Nhưng mà tao vẫn phải làm kiếm tiền từ nhạc cho dù mày thấy đang ghét. Mày biết con cặc thì con người ta mà cứ ở đây phán xét. Tất cả những gì tao làm bây giờ bình tĩnh kiếm tiền thì tốn. Còn nếu một đống nhạc của mày ai cũng nói mà từ tốn tiền. Bắt đầu rap từ 7 năm trước, lúc đấy mày làm được gì? 7 năm ăn hơn 11 cái giải, còn mày thì làm được gì? Hải Phòng cháy vé trong vòng 2 ngày, còn mày thì làm được gì? Khi ta vẫn bước ở trên đường phố thì lũ chúng mày đã làm được gì? Thứ bọn mày làm được à? Ngu si học đường và tin đường. Nếu gato đã tao từ lâu thì sao không đít tao lúc bình thường? Anh nhân cơ hội chọc gậy bánh xe, chúng mày cứ nghĩ như thế là hay. Ngay cả khi đít lên Đức mày vẫn cần lễ đức giúp một tay. Oh no. Nhưng mày không cảm ơn tao mà lại cùng bọn fan nhau nhát. Tự hào cái đéo thì khi có thằng thần tượng chuyên đi ăn cháo đã bát. Ừ thì cũng dễ thông cảm mà thôi, đâu phải sẽ dàng cà phê miễn phí cho mày bùng phim để bán album chỉ mày, nhưng ta vẫn còn thể trí. Còn lại hai thằng chó tại lớp ló ở trong một xó thôi bọn nó, đứng ngóng tình hình của bạn nó đang vào thấy khó thôi bọn chó. Tranh thủ cơ hội nhảy vào cắn nhưng mà kết quả vẫn thật đắng. Hai trách hay không bọn mày có cố thì ta vẫn cứ giành phật thắng. Game này hết rồi, hai trách hay không đã đủ tiến độ, bọn mày chết rồi. Một tay đâu khi chúng mày tiến bộ, nói mày hết lời vẫn không thông, tao cũng chẳng thèm chấp. Một câu kết thôi, nếu ta về hai chẳng ngại về nhất. 104 câu là quá nhiều cho cái lũ rapper cơ hội chúng mày. Về luyện thêm kỹ thuật thêm 1 năm nữa đi rồi hãng mong tài đấu với tao. Chọn nhầm người để chơi trận này rồi, tạm biệt cái lũ thất bại. Suck my dick, Luka boy is coming bitch.